bạn chụp xuống premium start now one one thay nick xem xong bằng hai cần lưu đồng bài record screen rưu có record game on net ở khnì nó lơ obn on file miên tầm hôm tối ok là chưa tầm mới tối chấm phần sân bên này là obn đồng bài record screen rưu có record game on net ở khnì nó phải record rồi miên tầm hôm thông mệnh tên chẳng nó phải để net ở khnì edit rồi gọi lên đó viết trâu chân này về dù chẳng riêng mình cả lập bài chẳng lúc tí này cứ xem bằng hàng xích thính đồng bài ở record không ai dừng và resort lắng hay dừng bởi dừng dễ xích thính để thu ai pha tầm hôm tối hay nâng mà xin dừng bắt rột lắng á cứ đào smooth tầm đó ok chẳng là dừng cho tầm mơ chẳng dừng cho một căn xích thính máu hay dừng cho một căn video section nè. Ok, chẳng phần này video section này cứ chứa phần này đã sống khăn mối nó không nâng chứa sẽ tiện tồn nâng tùm hôm robot phá bọn nét ổn khăn nghiệp hoặc đại nha. Ok, chẳng nào tiền này screen bọn chấm cứ full HD chẳng xem vô full HD bởi dừng dễ tấu này mà bọn pad chẳng mà bọn pad cứ ế cọng bọn chấm vô bọn pad chẳng nhà nâng dừng vô tàu tam tùm hôm ế cọng bọn nét ổn khăn nghiệp dừng vô pin nhận nâng ok. Hay mà bọn bài này cứ phương hào thả Full HD được cái High Resolution video chẳng cứ vì là ổn xâm rạp YouTube nông. Tại này Scale Output chẳng dừng bật sân bà nè record tao viên tầm hồn thông hay nó bê đại rôn đưa vì chân này bê dù chân này bê dù chẳng nó bê nâng dừng cho bàn tầm hồn riêng tù nhìn tích nè ai dô một trầm tại nè bơ rôn một phẩy bàn nè dù trầm bơ rôn nè ai Scale viên trầm bơ rôn một phẩy nhưng hạ thả HD quality chẳng là lời YouTube picture nó còn rõ cái mưa đó Full HD nè mưa trong HD tập bản năng này có Chrome năng phòng hay thamay như YouTube bàn đồ đời xa nè ạ xe lửa online chả đoán tiện tồn năng stay at home này chẳng đi nộp phêl corona này chẳng cái bàn review nó quality mà trong tài 480p thì chẳng tu chương năng Full HD tiền chẳng nên ai scale màu trâm phần năng hay tiết tông năng scale filter này chứ rưu vô billion air để xa năng vi scale lượng chẳng nó bây đại dân record rồi ấy hữu hóa chẳng vi ọt tệ chẳng vi bị lượng á hay chẳng bua frame rate dân ai nên ai vô trâm mà phải pram rồi gồm phải bún hay chỉ stock đá cứ dân 30 frame per second cứ việc smooth ấy bởi vô lớn nâng tùm hôm rất là thông tiện nè chẳng nên ai vô trâm mà phải bún rồi còn phải pram rồi còn phải bún rồi có tục 30 nâng cả bàn này đời xa nè bàn review bạn này hay nè tên nó có lại nếp person bởi nè chọn bàn upload nó Full HD vô Full HD đây nè tại bởi vô tuần này cứ tùm hôm liền tốt hay có upload lươn này nè ở trăm bạch trâu cả so việc convert bật thêm này ok. Chẳng chỉ chừng một chấm khăn nè, tiệt tồn nâng nâng hay nâng frame rate. Ok, chấm nách bắt tốt tiết cứ tiệt tồn nâng ô dô. Tiệt tồn ô dô sẽ thỉnh. Chẳng nào tiền ý, nè ai dô mà phát xa xa bay kilo hớt rồi gọi dô xa xa buồn á. Bởi dô xa xa bay quality rừng thống pha rừng thống á. Ok chẳng chỉ tu tao dừng chỉ bây giờ dừng vô xe buồn á dừng vô stereo hay chưa microphone này ở bàn trầm trống nè chưa chưa mua microphone máu là nè mình nhé cứ chưa chưa mua microphone nào chẳng nó pe nấng chưa về bàn trầm trống nè chẳng nó pe nấng pe khan nè record hay đây ở lưới đây xa chuyên cá tiện tồn cả chưa hay trong miền linh nào khẳng cầm nó tiện tồn cả set up tăng bị set up hay nó còn nọ sitting same nằm bài record nè anh miền linh khẳng cầm hay mình link video xinh xinh tiền để nhận ổn này mời bạn vào đây. Ok, chấm nói mùi tiết cứ chưa chấm nói để xâm khắn để tâu nâng output tạm phết output nó thì nhận ổn này mình advanced mode nhà chữ advanced mode vô cái recording rồi dân thuốc cả record dân ở live streaming và sẵn bằng nhận live stream dân chữ cái live stream và record dân miền audio miền này tại vì complicated chẳng khiêm còn gì để tồn cái này dùng cho simple cho chẳng
ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ streaming ជ្រើសកំណត់ផ្នែកនេះណា ឧទាហរណ៍យើង live game យើង stream អីចឹងទៅ អញ្ចឹងនៅទីនេះ តាក់ទងនឹង video bitrate អញ្ចឹងកាលណាយើងយកត្រឹម 2000 ជាងគឺ okay តែកាលណាយើងដកយកដល់ 4000 firing ធំបន្តិច តែវា smooth smooth ជាងមុន បើអ្នកយកដល់ 10000 វារត់នេះ អញ្ចឹងអាចយកត្រឹម 2000 ឬក៏យក 4000 អីហូហែណា ឬក៏យកអ្វីដែលគេកំណត់ឲ្យស្រាប់នឹងតែម្ដង ហើយទៅតុង video encode ប៉ះសិនបើអ្នកមាន hardware មាន graphic nvidia ឬក៏អី យកប្រភេទ hardware encode នេះទៅណា ហើយទៅតុងនឹង audio bitrate អាចយក បើយករៀងទូបន្តិច 100 128 គឺ okay ឬក៏យកដល់ 160 ទៅតុងនឹង សំឡេងណា ហើយអ្នកអាចយក enhance នៅ encode setting អីចឹងទៅ អញ្ចឹងវាមាន option ផ្សេងៗ ទៀត ឬក៏យើងយកតែប៉ុណ្ណឹងណា okay ប៉ះសិនបើអ្នក record វិញ នេះអ្នកអាចជ្រើសផាត អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅទីតាំងណា អញ្ចឹង ជ្រើសទីតាំង មួយ ដែរ នៅពេល record មក ដឹងឲ្យវាចូលទៅទីតាំងនឹងតែម្ដងណា យើងអាចប្រាវហើយ យើងដើររោ ថា យើងចង់បានកន្លែងណា ហើយ យើង select folder ហ្នឹងមក យើងបានហើយ ហើយទៅតុងនឹង recording quality នេះ okay ឬក៏អ្នកអាចយកដូច ពេលខ្លះអ្នក record ផង stream ផង អញ្ចឹងយក the same ជាមួយ streaming ក៏បាន ឬក៏យើង នៅទីនេះ ខ្ញុំយក high definition ខ្ញុំ suggest អ្នកនរគ្នា យក high definition ហើយយក medium size អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹង file អត់ទំហំធំទេ យើងយក high quality medium size អញ្ចឹង file អត់ធំខ្លាំង ហើយទាក់ទងនឹង encoding format ទាក់ទង format អញ្ចឹង ទាក់ទង video របស់យើង យើងមាន ច្រើន mkv ឬក៏អី ហូហែ តែ ទាក់ទងនឹង កម្មវិធី edit ជា ច្រើន គឺ យើង ប្រើ mp4 ណា អញ្ចឹង ខ្ញុំ recommend អ្នក អ្នកគ្នា ប្រើ mp4 ព្រោះនៅពេលដែលយកទៅដាក់ ជាមួយនឹង software ផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើការ edit បន្ថែម ខ្ញុំមាន link ខាងក្រោម ដើម្បីធ្វើការ edit video basic tip ពីដើមមក អ្នកអាចមើលបានណា នៅខាងក្រោម អញ្ចឹង យក mp4 ហើយទៅតុង encode នេះ យើងអាចយក hardware ឬក៏យក software ណា ប៉ះសិនបើអ្នកមាន gpu យើងយក hardware ប្រធមឡើយយក hardware ក៏បានដែរ ណា okay ហើយ ខ្ញុំមាន graphic ធម្មតា តែខ្ញុំយក hardware គឺ ខ្ញុំតេសទៅ ឃើញថា okay ណា អញ្ចឹងនេះជា setting ជាច្រើន ដែលអ្នកអាចធ្វើការជាមួយ ហើយយើងមាន key មួយចំនួន អ្នកអាចធ្វើការ assign ឬក៏ advanced setting មើលបន្ថែមទៀត កំណត់ setting ផ្សេងៗ បន្ថែមទៀត ណា okay ឬក៏ប៉ះសិនបើអ្នក mirror ហើយ យើងអាចចូល console ដើម្បី កំណត់ setting ដល់ okay អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពី video មួយ ហើយប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត សូមធ្វើការ like share ហើយប្រសិនមាន សំណួរ comment នៅខាងក្រោម ហើយខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើ អ្នកប្រើ software អីគេ ដើម្បីធ្វើការ record screen ប្រសិនបើអ្នកធ្វើ YouTube ហ្នឹង comment នៅខាងក្រោម ផង ខ្ញុំដឹង ផង ហើយនឹង complete click subscribe ចុច សញ្ញា កណ្ដឹង you on notification នៅពេលហ្នឹង ខ្ញុំមាន video ថ្មីៗ នឹងទទួលបាន តែម្ដង ហើយនឹង ខ្ញុំមាន video តាក់ទង ការ roll វា ផ្សេងៗ ទៀត នៅលើ online អាច មើល link ខាងក្រោម អូខេ អរគុណចា ជួបគ្នានៅពេលក្រោយ កុំភ្លេច share មួយផង ណា បាយបាយ